Giá heo hơi hôm nay, ngày 15 tháng 6 giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg tại khu vực phía Bắc. Dịch tả heo châu Phi tại nhiều địa phương tại tỉnh Cao Bằng đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng mỗi kg. Cụ thể tỉnh Ninh Bình hạ nhẹ một giá xuống còn 67.000 đồng mỗi kg, ngang bằng với Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Nam. Mức giao dịch thấp nhất là 65.000 đồng mỗi kg được ghi nhận tại tỉnh Lào Cai. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 65.000 đến 69.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 66.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 67.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 65.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 69.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 68.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 67.000 đồng mỗi kg. Phú Thọ là 69.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 68.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 67.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 67.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 69.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 67.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 67.000 đồng mỗi kg. Dịch tả heo châu Phi tại nhiều địa phương tại tỉnh Cao Bằng đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin. Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Cao Bằng, trong tháng 5 năm 2021, dịch tả heo châu Phi tiếp tục phát sinh thêm 7 ổ dịch mới tại các xã Cốc Bàng, huyện Bảo Lạc, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, xã Lê Lai, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An. Heo mắc bệnh giải rác tại các huyện, thành phố với tổng số bị buộc tiêu hủy là 463 con các loại. 211 con heo nái và 342 con heo thịt, trọng lượng hơn 24 tấn so với tháng trước, số heo mắc bệnh và buộc tiêu hủy tăng 356 con với trọng lượng heo tiêu hủy tăng hơn 21 tấn. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung tây nguyên chững lại. Thị trường khu vực miền Trung tây nguyên không ghi nhận thay đổi mới về giá trong hôm nay. Các tỉnh thành đều thu mua ổn định với giá là quanh ngưỡng 68.000 đồng mỗi kg. Trong đó mức giá cao nhất khu vực là 72.000 đồng mỗi kg được ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 67.000 đến 72.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 67.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 68.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 68.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 68.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 71.000 đồng mỗi kg. Từ Thiên Huế là 72.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 67.000 đồng mỗi kg. Quảng Ngãi là 68.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 66.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 68.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 68.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 67.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 68.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 67.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đứng yên. Tại miền Nam giá heo hơi đứng yên trong ngày hôm nay. Hiện tại, các tỉnh thành đều giữ nguyên mức giao dịch cũ so với cuối tuần trước. Long An và Đồng Tháp vẫn duy trì ở ngưỡng cao nhất là 70.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 67.000 đến 70.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 68.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 67.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 68.000 đồng mỗi kg. Bình Dương là 69.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 68.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 68.000 đồng mỗi kg, Long An là 70.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 70.000 đồng mỗi kg, An Giang là 68.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 67.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 68.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 68.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 68.000 đồng mỗi kg. Cà Mau là 68.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 69.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 68.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 66.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 67.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 68.000 đồng mỗi kg.